뭐 주면 돼? 대신이? 네, 미안해. 어? 아니. 응? 미안해. 어? 미안 내 너의 방. 바 bảo ở nhà phải ăn ngoan mà. Đây. Nhớ lại xem, ba bảo rồi mà. Nhà mình bên đây phải ngoan nhá. Nhà mình bên ngoan nhá. Ăn ngoan đi nhé. Nhà mình nhớ ra rồi đúng không? Này, ăn đi. Đây đi Bi ơi. Đây. Mày đi Bi. Đây. Mày đi Bi. Không mời nữa à? Bi vẫn buồn à? Ba không phải đi công tác đâu. Ba đi mấy ngày thôi, ba đi viện mấy ngày thôi. Chưa được uống sữa đấy, bây giờ được uống này này. Bi còn nhớ ba không? Hôm nay nhà mình đi xong lại ăn xong rồi tập thể dục như này nhé. Bi không buồn nhé. Kìa, ba lấy trái cây cho Bi ăn đó. À, bây giờ chị nấu ăn cho Bi ăn đi. Nấu cho Bi ăn nhé, Bi có đói không? Đây xin ba một lúc xong rồi chị nấu đồ ăn cho ăn đi. Ừ. Đấy, lúc này chưa được uống sữa này. Đây, xíu với Bi phải ăn gì à? Nấu gì rồi? À, hôm qua chị bảo là hôm nay chị để Bi kể chuyện đi chơi chị nhá. Nha, kể đi, hôm nay đi có vui không? Chơi vui không? Có gặp con gì không? Thì suối thì bé đẹp. Ừ. Có uống nước sữa rồi thì vui nhỉ, ngày nào cũng uống sữa rồi đấy. Đi ăn cái gì ấy? Buồn à? Ngày mấy nay Bi ăn gì? Bi ăn đồ Bi thích không? Ăn khoai không? Chị nữa mình Bi muốn ăn gì nào thì chị nấu cho Bi ăn. Mấy hôm nữa chị ở đây thì chăm Bi ấy. Không, chị là về rồi. Em Bi đã ăn ngoan rồi chưa? Nhé. À, không buồn nữa. Ba đi có mấy ngày thôi, không phải đi công tác đâu. Tắm cho con chị bơi. Mấy hôm rồi ai tắm cho Bi? Sao hôm nay chị để chị bơi, chị cho Bi bơi mà Bi để không bơi là Bi? Mấy hôm rồi không bơi đâu. Hôm nay được bơi lại không bơi hả? Không phải buồn đâu nhé. Hôm nay chị nói với Bi nhé. Bây giờ bố mẹ đi rồi, bố mẹ đi vào viện. Mấy ngày được bố mẹ rồi. Bây giờ chị nói với Bi nhé, Bi muốn ăn gì nào? Đói rồi đúng không? Ra đây này, ra đây rồi. Thank you.
xem tivi nào, ra đây. Nó xong rồi, bây giờ chị nấu nữa là xong. Thì nấu nhé, vào đây, vào đây thì chị nấu cho. Cho xí. Vào đây đây, đúng rồi. Đi ra cái xem tivi tiếp nhé. Này, vô đây này. Bi có thích không? Hấp, đợi hấp đây nhé, đợi hấp cho xí nữa. Ta đi này, bé, bé ra xem tivi nhé. Tivi đây. Đây, xin chị đi nhé. Cô đấy. Yêu một chiên ạ. Sao bóp nha. Listen. Đó, xem đi. Bibi về ba nhỉ. Bibi nhớ ăn được chưa? Bà nhắc rồi đấy. Trước khi đi ba bà là ở nhà phải ăn ma nữa. Đây, sao bóp nha. Rất sai chưa? Nè, có buồn nữa này. Buồn nữa nhé. Ở nhà phải ăn ngoan mà. Đây. Đây, đi ăn đi. Đi. Ơ, ngoan à? Ăn này, bố bảo là phải ăn ngoan mà. Ăn đi, ngon ngon lắm. Ăn đi. Ăn đi. Sao? Ba bảo phải ăn mà, ngon ngon lắm. Vừa mới hấp xong. Ăn đi. Này Bi. Trước khi đi ba bảo rồi mà. Không nhớ à? Không ăn à? Nghe đấy. Không nhớ lời ba nói à? Bi à. Này. Ăn đi. Lúc đi ba bảo phải ăn mà. Không ngon lắm. Đây. Đây. Ra đây. Thì để đây nhá. Bi không nhớ lời ba nói à? Bi nhớ bố nói gì không? Lúc trước bố đi ấy, trước khi bố đi bố bảo là đi ở nhà ăn ngoan mà. Ở nhà ấy chị phải ngoan mà. Thì Bi ăn đi nhá. Nhớ lời bố nói không? Bố bảo phải ăn ngoan ấy. Rồi, cầm ăn đi. Bi cầm ăn đi. Trước khi ba đi, ba đã bảo là phải ở nhà chị ngoan mà, ở nhà ngoan mấy ngày mà. Thì phải chứ, ăn chứ. Đúng không? Ba bảo là phải ăn uống đầy đủ này. Chơi ngoan này, không được. Đấy chưa? Bi còn nhớ ra chưa? Ba nói rồi đấy. Lúc ba đi ấy, ba bảo Bi ở nhà phải ăn ngoan này. Ngủ và ngoan với chị mà. Thì bây giờ chị hấp ngô cho Bi ăn. Bình thường Bi thích ăn ngô lắm mà. Bây giờ phải ăn ngoan nhí. Nhớ lại xem,
Ba bảo rồi mà. Ở nhà thì mẹ đã đánh nhá. Thấy chưa? Ở nhà nhá. Ba đi mấy hôm nữa ba về đây mà. Thấy chưa? Ở nhà mình mẹ đây phải ngoan nhá. Nhà mình mẹ ngoan à? Chào ba đi. Nhà mình nhớ ra rồi đúng không? Này, ăn đi. Mình cảm ơn nhé. Ăn ngoan đi. Ba về ba mình yêu. Ngon không? À, ăn nhiều nhé. Ăn nhiều vào trong cùng. Chị ăn cùng đi nhé. Nó ngon nhỉ? Ngon. Ăn được rồi. Ăn ngon nhé, ba về ba đưa đi chơi. Ăn hết thì ấy nữa. Ăn xong uống sữa nha. Ngon quá. Ngon quá nè. Đi ăn giỏi thế. Thế nhé, bây giờ nó là ăn giỏi như này nhé. Có thấy miếng ngon rồi đấy. Lúc nào cũng phải ăn ngoan như này nha. Sắp hết rồi, hết. Lấy miếng nữa nha. Lấy thêm miếng nữa cho đi nha. Hôm sau cũng phải ăn giỏi như này nha. Cho ăn gì cũng ăn. Em ơi chờ ba về. Em chỉ lấy miếng khác cho nhé. Này, ăn đi đi. Ăn giỏi này người ta mình. Ba mình yêu chứ. Ba mình yên tâm mà chữa bệnh thì ba mình khỏi được không? Ăn xong uống sữa luôn nha. Từ từ thôi. Từ từ. Từ từ thôi. Vẫn còn mà. Cầm ít này, ăn đi. Chị ăn nó cùng đi nhé. Cầm nó đi, cầm một xíu nữa thôi. Chị dọn ghế này. Một chút xíu nữa. Thế rồi. Hết rồi đấy. Hết rồi, còn xíu nữa. Ăn hết đi. Hết đi, chị cắt cho. Ăn hết rồi, chị cắt cho nha. Hết rồi. Cái hạt rồi, chị cắt nha. Để lấy sữa nhỉ. Đây, sữa gì đây? Chụp. Thôi.
Ừ, ngoan nhé, mấy ngày nữa ba về. Ui rồi, có hết rồi, sắp hết rồi. Giỏi thế. Từ từ đó, từ từ đó. Mày nghiêng nó cho uống nốt này, còn xíu nữa thôi. Uống đi. Hết rồi. Ừ, giỏi thế. Giỏi thế. Mày cắt nhé. Đây chị cắt cho. Hết rồi. Cắt đi. Đây chị cắt cho. Ngồi đây chờ chị. Nè, nó nhẹ nhá. Ừ, nó tầm. Nó tầm. Đây chị bé. Để ra kia chơi nhé.